Trên tay mình đây đang là chiếc iPhone 11 phiên bản màu xanh bạc hà, một trong những màu mình thích nhất của chiếc iPhone 11 năm nay. Còn phía bên này thì chúng ta có chiếc iPhone XR của mình mua luôn, rất là quen thuộc với các bạn hay xem video của mình không nào. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn so sánh hai chiếc smartphone này để xem rằng iPhone 11 năm nay thì nó nâng cấp nhiều thế nào so với cả chiếc XR của năm ngoái nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả những cái điểm thay đổi ở trên phiên bản iPhone 11 năm nay. Thì sẽ có 3 điểm chính đáng nói. Thì cái điểm thay đổi lớn nhất về mặt thiết kế thì có lẽ là về cái cụm camera cũng như là màu sắc thôi. Thì màu sắc thì ngày hôm nay thì mình có mang đến cho các bạn cái màu xanh bạc hà này rồi. Nếu như các bạn đang muốn sở hữu cho mình một chiếc iPhone 11 màu xanh bạc hà cực kỳ đẹp với đang cầm ở trên tay này, thì các bạn có thể là tham khảo tại Hoàng Hà Mobile. Sắp tới thì sẽ có những cái chiếc máy iPhone không chỉ là 11 mà còn 11 Pro với cả 11 Pro Max, màu cũng rất là đẹp nữa, sẽ về hàng chính hãng V&A, các bạn mua yên tâm luôn. Nếu quan tâm thì hãy click vào đường link bên dưới nhá. Còn lại thì vẫn là cái mặt lưng kính bình thường thôi, không phải là kính mờ như kiểu trên 11 Pro hay là Pro Max. Quả táo được đưa ra giữa này, rồi là chữ iPhone thì không còn nữa. Phần cạnh chúng ta thì vẫn là cạnh nhôm và cái màu của nó thì vẫn là cái màu xanh giống với cả cái mặt lưng mà thôi. Tiếp theo nữa thì cái điểm thay đổi là cái cụm camera. Năm nay thì cái cụm camera ở trên chiếc iPhone 11 mặc dù là chỉ là cụm cam kép thôi nhưng mà cũng được Apple làm nó khá là to ra ở đây. Mình thì mình phải nói thật rằng nếu mà đặt cạnh cái camera của chiếc iPhone XR thì nó cũng hơi thô thật. Còn ý kiến các bạn ra sao thì hãy để lại phần bên dưới comment nhá. Bây giờ thì chúng ta cùng đến phần so sánh một chút về cái điểm số hiệu năng. Thì ở đây chúng ta sẽ có con chip năm nay đó là A13, vẫn là Bionic cùng tên với cả A12. Nhưng mà điểm AnTuTu thì chấm ra nó đã khác nhau khá là nhiều. Đối với cả iPhone XR thì chúng ta chấm được là 293.000 điểm. Nhưng mà đối với cả chiếc iPhone 11 này thì cái điểm AnTuTu của nó lên tận khoảng gần 450.000 cơ. Và cái điểm thay đổi rõ rệt nhất chính là cái điểm GPU, khi mà GPU năm nay thì lên tận hơn 218.000 điểm, nghĩa là gần gấp đôi so với cả điểm GPU năm ngoái. Và cái này thì mình sẽ kiểm chứng sau trong một cái video đánh giá chi tiết hiệu năng nhá. Còn một cái điểm thay đổi nữa về mặt cấu hình đó là về RAM thì mình cũng có test được ở trên cái chiếc iPhone 11 này. Chúng ta sẽ có 4GB thay vì 3GB như trên XR. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cả cái phần thay đổi nhiều nhất, đó chính là phần camera. Đầu tiên thì mình sẽ chụp ở cái điều kiện đủ sáng, và ở đây mình chụp thì nó là góc thường các bạn nhá. Và mình thấy rằng là nó không có nhiều sự khác biệt về chi tiết cũng như là màu sắc. Có chăng thì khi mà mình zoom vào cái phần nhà này này thì cái màu nắng ở bên chiếc iPhone 11 thì trông nó sẽ rực rỡ hơn một chút thôi. Sang cái bức ảnh thứ hai, mình cũng chụp ở trong cái điều kiện đủ sáng. Chiếc iPhone 11 có cái giải nhạy sáng rộng hơn khi mà cái vùng trời ở đây vẫn là lấy được màu xanh này, trong khi bên này thì bị cháy hết cả rồi. Đó, có thể thấy rằng là đây cũng là một điểm nâng cấp của iPhone năm nay. Khi mà các bạn chụp bình thường ấy thì các bạn sẽ được preview luôn cả cái góc rộng nữa. Còn cái khoảng mà ở trong trung tâm, cái khoảng mà không bị viền đen này thì nó sẽ là góc thường nhá. Tùy các bạn chuyển đổi qua các góc thì nào thôi. Đây thì cũng là một tính năng khá là hay. Tiếp theo thì mình có sang chụp xe máy ở một cái bức ảnh nó nhiều màu sắc hơn và cái ánh sáng của nó thì trông cũng phức tạp hơn nữa. Thì ở cái bức ảnh này thì mình thấy rằng là cái màu sắc năm nay của iPhone 11 được làm khá là tốt. Khi mà các bạn nhìn thấy màu đỏ ở bên chiếc iPhone 11 của mình không? Trông nó thật hơn và nó không bị ám màu gắt như là ở bên cái chiếc XR này. Các bạn thấy không? Màu nó gần như là chuyển sang màu cam luôn. Và khi mà chuyển sang cái bức ảnh nhìn cái chiếc xe màu cam này thì bên chiếc iPhone 11 trông nó cũng đúng màu hơn, trông nó nhã hơn so với cái việc bị hơi cháy một chút ở bên chiếc iPhone XR. Đây là góc rộng các bạn nhá. Đây góc rộng thì chúng ta nhìn thấy đầy đủ biển quảng cáo luôn, so với cả bên này thì nó vượt trội hơn hẳn. Chất lượng góc rộng thì mình thấy rằng là nó tương đối ổn đấy chứ. Chuyển sang một bức ảnh chụp xóa phông thì lúc này mình thấy rằng là chiếc iPhone 11 nó hơi bị ca mặt nhiều một chút. Ở XR thì nó vẫn giữ lại nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên thì về mặt xóa phông thì mình thấy rằng là năm nay thì nó không có cái điểm nâng cấp nhiều so với cả năm ngoái. Xóa phông vẫn là như thế luôn. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn vào cái độ tương phản ấy thì ở bên này iPhone XR hình như nó có cái lớp gì đấy nó phủ nhờ nhờ. Còn bên này thì mình thấy rằng là cái màu sắc da mặt của đực cơp hiện lên nó hồng hào hơn, trông nó đẹp hơn so với cả màu da ở bên chiếc iPhone XR. Nhìn chung thì mình vẫn thích cái màu của bên chiếc iPhone 11 hơn về khoản xóa phông. Camera sau thì các bạn có thể thấy rằng là cả hai máy mình đang đều để ở 4K nhá. Và một số trường hợp thì các bạn có thể thấy nhìn rõ rằng là
cái giải nhạy sáng của chiếc iPhone 11 tốt hơn. Ví dụ như là ở cuối video này, các bạn nhìn thấy không? Ở đây cháy này, trong khi ở đây thì vẫn nhìn thấy vần nền trời màu xanh này. Chứng tỏ rằng là anh em nào mà muốn quay hoặc là muốn chuyển các thứ góc rộng năm nay iPhone 11 đều có ấy, thì chắc chắn rằng là đây sẽ là một chiếc máy mà nó nâng cấp vượt trội về camera so với cả iPhone XR. Mặc dù là mình không có hề chê iPhone XR nhiều, bởi vì là so với cả những cái chiếc máy khác thì iPhone XR hiện tại vẫn là một trong những cái chiếc smartphone mà có camera quay nó tốt nhất, nó chuẩn chỉ nhất. Tiếp theo sang cái phần chụp ở trong cái điều kiện thiếu sáng. Thì lúc này mình có chụp cái điều kiện chụp đêm và chụp nó là 3 giây nhá. Thì lúc này các bạn thấy rằng là cái màu da ở bên này nó vẫn hồng hào tươi tắn hơn hẳn. So với cả bên chiếc XR thì nó xám xịt lại luôn. Và zoom ra thì cái chi tiết nó không thể nào bằng được. Bên XR này thì nó còn bị bệt hết cả vào nhau cơ. Đấy thì các bạn thấy rằng là cái khả năng chụp đêm năm nay của iPhone nó được nâng cấp như nào rồi. Tiếp theo thì sang cái phần xóa phông vật thể, thì cái phần này ở trên chiếc XR mình không thể nào mà xóa được. Trong khi đấy thì chiếc iPhone 11 thấy rằng là chụp tốt, màu sắc lên cũng khá là ok chứ. Nhìn cái màu đỏ này trông nó giống thật hơn là cái màu nó hơi ngà ngà của bên chiếc iPhone XR. Đây, bên XR thì các bạn bó tay luôn, không thể phát hiện thấy người nào thì nó sẽ không chụp xóa phông được. Tiếp theo sang cái phần quay camera trước thì ở cả hai chiếc máy thì mình đều để ở cái mức max. Nghĩa là bên XR thì mình sẽ để Full HD và bên iPhone 11 thì mình sẽ để là 4K. Thì lúc này các bạn có thể thấy rõ rằng là chúng ta sẽ có cái camera nó vừa góc rộng hơn, nó vừa sáng hơn so với cả XR. Camera selfie thì ở bên chiếc iPhone 11 góc của chúng ta cũng sẽ rộng hơn. Và các bạn nhìn thấy cái màu sắc ở trên đây thì trông nó cũng thật hơn so với cả bên chiếc XR. Mình thấy rằng XR nó hơi bị kiểu vàng da. Đó, và cái phông nền đằng sau này, bên chiếc iPhone 11 này, nhìn nó cũng sáng sủa hơn. Bên này thì đã bị ám hồng rồi. Và qua ba cái mục so sánh vừa rồi là về thiết kế, về hiệu năng cũng như là về camera, thì cá nhân mình thấy rằng iPhone 11 năm nay nó là một cái bản nâng cấp cực kỳ là đáng giá so với cả iPhone XR. Tuy nhiên thì về cái màn hình nó vẫn là HD Plus mà thôi. Thế nên là với tư cách là một thằng đang sở hữu XR như mình thì mình cảm thấy không tiếc lắm đâu. Không tiếc lắm đâu. Đéo tin. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là nếu như các bạn đang muốn sở hữu cho mình một chiếc iPhone pin trâu, rồi là camera tốt, hiệu năng cực kỳ khủng, thì iPhone 11 chắc chắn là cái chiếc iPhone nó gọi là vừa miếng nhất. Vậy nên để yên tâm nhất khi mà mua những cái chiếc iPhone 11 này thì các bạn hãy chờ những cái đợt hàng V&A đầu tiên về nhá. Mình có tham khảo được tại Hoàng Hồng Mobile thì đây là một trong những cái đơn vị sẽ đưa những cái hàng V&A về sớm cũng như là mức giá rất là tốt kèm theo nhiều quà tặng. Mình sẽ để đường link bên dưới cho các bạn tham khảo. Video so sánh chiếc iPhone 11 cũng như là iPhone XR của mình đến đây cũng là hết rồi. Các bạn thì thích chiếc điện thoại nào hơn, 11 hay là XR? Hãy để lại ý kiến của mình ở ngay phần bên dưới comment. Và đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như là ấn nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo ở trên Relab. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.